Hi, xin chào mọi người ạ. Chào mừng mọi người đến với kênh Crypto Rob, kênh chuyên làm những dự án crypto MMO ạ. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh ạ. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về dự án game ạ. Để tham gia về dự án game Nakamoto này, mọi người cứ phải lên mình ở phía dưới phần mô tả video ạ. Rồi sau đó mọi người bấm start giùm mình ạ để tiến hành làm nhiệm vụ của dự án ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành show người rep của dự án ạ. Mọi người click vào chat giùm mình ạ. Rồi tiếp theo mọi người tiến hành kìa chat ạ. Rồi sau đó tham gia, trước hết tham gia dự án này mọi người sẽ nhận anh chia 20.000 token Nike ạ, dành cho 600 người ạ. Về tập 20 người tiền rep sẽ anh chia thêm 2.200 token Nike ạ. Đây là một dự án play to earn ạ, chơi game để kiếm tiền ạ. Rồi sau đó mọi người bấm continue để tiến hành làm nhiệm vụ của dự án ạ. Rồi mọi người tiến hành join group and channel của dự án trên Telegram ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành follow Twitter, like, retweet bài post và gắn thẻ B bằng B ạ. Mọi người nhớ comment dưới phần bài post của dự án luôn ạ. Mọi người tiến hành follow ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành like ạ. Mọi người tiến hành retweet ạ. Về gắn thẻ B bằng B ạ. Rồi sau đó mọi người quay trở lại shop bot ạ. Mọi người copy hashtag giùm mình ạ. Rồi sau đó mọi người copy tất cả lại mình ạ. Tiếp theo mọi người về phần comment ạ. Mọi người comment dán vào ạ. Để mới comment nhanh nhanh ạ. Rồi mọi người reply là. Rồi sau đó mọi người quay trở lại shop bot. Mọi người submit detail luôn ạ. Sonic ạ. Rồi tiếp theo mọi người gửi profile link Twitter của mình ạ. Mọi người vào trang cá nhân Twitter ạ. Rồi sau đó mọi người sao chép địa chỉ liên kết ạ. Rồi mọi người gửi về shop ạ. Cuối cùng mọi người gửi địa chỉ ví ERC20 của mình ạ. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hoặc Shard Wallet hoặc Bitkey. Rồi mọi người gửi về ạ. Rồi sau đó mọi người bấm account ạ. Rồi để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện airdrop này, mọi người có thể copy link mà bằng bè hoặc người thân của mình tham gia cùng ạ. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.